con và các bạn với ông toàn quốc nhá. Hôm nay mình sẽ đi tham quan trại giam của những người bạn ở tỉnh Ninh Bình và các tỉnh. Đấy, từ mình ra đến ngoài đường là từ nhà mình ra đến đường Ba Đính nhá, đường du lịch Ba Đính nhá. Sắp đến đường du lịch Ba Đính, nhà mình cách cầm quãng thôi. Hôm nay mình sẽ bớt thời gian đi thăm các bạn, đúng không? Đây là đường Ba Đính, nhà mình đã ra đến đường du lịch rồi. Nha các bạn nha. Đây là đường Ba Đính ở quê tôi đấy. Nằm quay ngắn quá. Nay mình bớt chút thời gian đi thăm các bạn nuôi ong của mình nhá. Nay mình xuống tỉnh Ninh Bình để tham quan các bạn trang trại ong nuôi ong cùng với mình để học hỏi lẫn nhau.